cho các bạn. Sau đây tôi sẽ giới thiệu các bạn một chiếc xe MTB, thì nó là một dòng tay ngang. Và cái dòng xe MTB này thì nó sẽ đạp có thể nó nhanh hơn rất là nhiều so với những cái dòng xe đạp thông thường. Dòng MTB này thì có rất nhiều sai số phù hợp với tất cả các lứa tuổi. Với một dòng tay cầm ngang này thì nó sẽ khác biệt với một chiếc tay cong, và sẽ giúp các bạn khi mà di chuyển và các bạn đạp tập thể dục thì nó sẽ giúp các bạn có thể thoải mái. Để các bạn có thể lựa chọn một chiếc xe phù hợp thì các bạn có thể ngồi lên xe, để chân lên. Thì bạn cho chân này xuống thì bạn xem gót này có thể nó sẽ phải trùng. Cái chân các bạn xuống, khi mà bạn xuống hết thẳng cái bê đan này, chân nó có thể là hơi vuông góc. Nó khoảng tầm 45 độ thì nó hơi vuông góc này một tí thì nó sẽ là vừa. Tư thế các bạn ngồi phải thoải mái, tay các bạn lúc nào phải ngồi phải thoải mái. Về nó không bị mỏi hai cái phần vai và các bạn có thể hít thở nó dễ dàng hơn. Thì nếu mà ngắn quá thì các bạn ngồi sẽ về, các bạn sẽ bị mỏi lưng. Và nếu mà chiều cao mà cũng không vừa thì các bạn về các bạn có thể bị đau chân. Nếu cao quá thì về các bạn sẽ bị đau hết cái phần cơ bắp ở dưới này. Thì tốt nhất là các bạn sẽ phải chọn một cái cửa hàng uy tín, và người bán hàng sẽ phải tư vấn cho các bạn dòng xe và size số khác nhau của một cái dòng xe mà bạn lựa chọn. Mà nói chủ các bạn có thể đạp thử một chút để có thể cảm nhận được cái chiếc xe xem có chân các bạn có vừa, hoặc tư thế ngồi có thoải mái hay không. Tâm sẽ giới thiệu với các bạn về cái bộ chuyển động của chiếc xe này. Thì với một chiếc xe thông thường này thì nó sẽ có hai bộ chuyển động, là bộ tay đĩa và một tay đề. Bên trái này là sẽ là bộ chuyển động lên đĩa và xuống đĩa. Bên phải này sẽ bộ chuyển động của lên líp và xuống líp. Thì đây Tâm sẽ thử xuống đĩa và lên đĩa cho các bạn xem. Thì đây là sẽ có hai nút. Nút bấm là trong này sẽ là bút xuống đĩa, còn nút này sẽ là nút lên đĩa. Thì với ba số thông số đĩa thì các bạn mới tập thì các bạn có thể lên xuống đĩa để phù hợp với cả cái sức khỏe của mỗi người khi đạp xe, để có cảm giác nó thoải mái và nhẹ nhàng nhất để các bạn có thể làm quen. Ở đây hiện tại Tâm để là chiếc đĩa nhỏ, Tâm sẽ lên đĩa to hơn. Đấy, các bạn lên đĩa, chỉ một nút bấm nhẹ thôi là các bạn có thể lên đĩa xuống đĩa rất là nhuần nhuyễn. Còn bên đây lên líp và xuống líp. Đây sẽ cũng như bên tay đĩa thì nó sẽ có hai nút là đĩa, nút bấm. Đây sẽ là bấm lên xuống, lên líp. Đấy, với bộ chuyển động 8 líp thì các bạn lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đây bên trong này xuống líp, nó xuống cho các bạn xem. Đấy, mỗi nút bấm thì nó sẽ xuống một líp, thì đã phù hợp với cả mỗi chân đạp. Khi mà đạp xe thì các bạn sẽ phải chọn cho mình một chiếc xe hợp lý và cái bộ chuyển động phù hợp. Thì nói chung là sẽ có mỗi giá thành khác nhau, nhưng mà nếu mà bộ chuyển động của bạn nó đời càng cao thì nó sẽ càng nhẹ và càng dễ sử dụng hơn. Với một cái bánh và cái lốp này nó với độ to hơn thường rất là nhiều. Nó có tùy theo sai số. Muốn đi tốc độ cao thì các bạn sẽ đi ở một cái vòng lốp nhỏ. Mà đi tốc độ chậm bình thường thì các bạn sẽ đi ở một cái lốp to thì nó sẽ có trớn hơn. Tâm sẽ giới thiệu với các bạn cái dòng xe thể thao này nó khác biệt với ở cái dòng xe thông thường, với một cái bộ phận bật có thể tháo rời bánh ra để các bạn có thể vệ sinh, hoặc là khi bạn đạp trên đường mà gặp sự cố thủng xăm, thủng lốp thì bạn có thể tháo bánh ra, bạn thay rất là dễ dàng. Nhưng dòng xe mới chơi thì nó sẽ là một cái dòng bê đan như thế này, thì để giúp mọi người có thể đạp một cách dễ dàng hơn, và nó có những cái chấm bi như này để giúp mọi người tránh bị trượt chân khỏi ra ngoài. Thì cái dòng này nó khác cả xe đua chuyên nghiệp, sẽ là có một chiếc bê đan để dùng cho đi giày cá. Thì đây chỉ là dòng thể thao tập thể dục bình thường dành cho người mới chơi, nên các bạn chỉ đi cái dòng bê đan thường này nó gần như là dính vào cái bê đan này luôn, thì nó sẽ bị tuột chân. Thì sau này các bạn mà đạp thời gian dài rồi thì các bạn có thể trang bị cho mình một chiếc giày cá để giúp các bạn có thể chắc chân và đạp một tốc độ tốt hơn.